Vào khoảng 11 giờ trưa 27 tháng 9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu Hưng Lợi, nối liền hai quận Ninh Kiều và Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Theo thông tin ban đầu, một chiếc xe container mang biển số 65C086XX kéo theo rơ móc đã bất ngờ tông vào hàng loạt ô tô con đang lưu thông phía trước cụ va cú va chạm mạnh đã khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng nằm chắn ngang đường gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên cầu hưng lợi đầu xe container bị biến dạng dầu nhớt tràn ra đường trong khi các ô tô con bị hư hỏng phần đầu và đuôi nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe container không làm chủ được tốc độ khi đến đoạn đường có nhiều phương tiện khi phát hiện các ô tô phía trước giảm tốc độ, tài xế đã không kịp xử lý dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc. Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tới khoảng 12 giờ cùng ngày, các phương tiện liên quan đã được di chuyển khỏi hiện trường, giúp giao thông dần trở lại bình thường. Theo thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu việc đánh thuế với người sở hữu nhiều nhà đất để giúp thị trường bất động sản minh bạch bền vững. Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh giá nhà đất ở các thành phố lớn, đặc biệt như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đang tăng rất mạnh. Tại báo cáo gửi văn phòng chính phủ mới đây về nguyên nhân bất động sản tăng giá, Bộ Xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất chính sách đánh thuế với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà đất nhằm hạn chế đầu cơ mua đi bán lại trong thời gian ngắn để kiếm lời. Cơ quan này cũng đề nghị Bộ Tài chính được cùng nghiên cứu tham mưu chính sách thuế với nhà đất thứ hai hoặc bỏ hoang không sử dụng. Tại cuộc họp báo sáng 27 tháng 9, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính hoàn toàn đồng ý với đề xuất này của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho rằng các chính sách đưa ra cần mang tính tổng thể để thị trường bất động sản minh bạch. Theo Ủy ban Nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang, tối 26 tháng 9, mưa rông lốc đã làm tốc mái 31 căn nhà của người dân ở xã Vĩnh Trường, xã Vĩnh Hậu và thị trấn An Phú. Tối 26 tháng 9, mưa rông lốc đã làm tốc mái 31 căn nhà của người dân ở xã Vĩnh Trường, xã Vĩnh Hậu và thị trấn An Phú tỉnh An Giang. Xã Vĩnh Trường bị thiệt hại nặng nhất với 29 căn nhà, trong đó có 12 căn tốc mái hoàn toàn. Sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo huyện biên giới An Phú đã huy động lực lượng công an, quân sự, các ban ngành đoàn thể xã cùng với người dân tại chỗ hỗ trợ sửa chữa và khắc phục sự cố do thiên tai để ổn định cuộc sống. Huyện An Phú đã chỉ đạo công an và quân sự tăng cường tuần tra 24 trên 24 giờ để đảm bảo an ninh trật tự và tài sản của người dân. Sáng 27 tháng 9, lãnh đạo thị xã Tân Châu huy động nhiều lực lượng như tổ xung kích và hội chữ thập đỏ đến hỗ trợ sửa chữa nhà cửa và thống kê thiệt hại. Trước đó vào tối 26 tháng 9, mưa lớn và rông lốc đã gây thiệt hại cho 35 căn nhà ở xã Châu Phong và một căn ở xã Phú Vĩnh. Trong đêm, thị xã đã vận động người dân che đậy đồ đạc và hỗ trợ di chuyển cho các hộ có nhà tốc mái từ 70 đến 100%. Đối với những hộ thiệt hại nhẹ hơn, địa phương cũng hỗ trợ che đậy đồ đạc và đảm bảo an toàn. Lãnh đạo thị xã tiếp tục chỉ đạo công tác tuần tra để bảo vệ an ninh cho các hộ dân. Đang sạc xe ô tô điện đồ chơi, một nam sinh ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã bị điện giật tử vong. Ngày 27 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thông báo một nam sinh đã tử vong do bị giật điện khi sạc xe điện đồ chơi. Nam sinh LNHQ 15 tuổi có gia đình kinh doanh xe điện đồ chơi vào tối khuya 26 tháng 9 trong lúc sạc điện cho những chiếc xe này thì em không may bị giật mặc dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng nam sinh đã không qua khỏi. Được biết em Quy hiện là học sinh lớp 10, trường trung học phổ thông Chế Lan Viên, xã Thanh An, huyện Cam Lộ. Sau vụ việc, lực lượng công an thành phố Đông Hà đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngày 27 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh bắt giữ Lê Trung Thành, sinh năm 1984, trú tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu vào tháng 12 năm 2021, đối tượng Lê Trung Thành lập tài khoản trên mạng xã hội facebook mang tên mái ấm tình thương và mạo danh nhà sư tt một người thường xuyên làm từ thiện có uy tín và được nhiều người quyên góp ủng hộ tiền đối tượng lấy các bài viết kêu gọi ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn tại thừa thiên huế lên mạng xã hội để sao chép sửa lại số tài khoản nhận tiền rồi đăng tải vào các hội nhóm để kêu gọi tiền ủng hộ sau đó chiếm đoạt và tiêu xài Cơ quan công an xác định bằng thủ đoạn này, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 2 năm 2023, Lê Trung Thành lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước và chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng. Khi bị nhiều người phát hiện và tố giác trên mạng xã hội, đối tượng Lê Trung Thành khóa tài khoản, tạo lập các tài khoản Facebook ảo khác để giao bán hàng hóa và vé máy bay trực tuyến để tiếp tục lừa đảo. Từ tháng 2 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, đối tượng Lê Trung Thành đã lừa đảo hàng chục người trên cả nước và lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 200 triệu đồng. Tổng số tiền Lê Trung Thành chiếm đoạt các vụ lừa đảo là hơn 400 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Sáng 27 tháng 9, phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi để làm rõ đến các vật chứng, tài sản đồ vật thu giữ và các quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Là người đầu tiên bị xét hỏi, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày không nhớ rõ bị thu giữ bao nhiêu tiền về ba thẻ tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng Vietcombank mang tên con gái Chu Duyệt Hằng. Bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét trả lại cho con gái. Theo bà Lan, có những khoản tiền của bị cáo khác bị thu giữ thì đề nghị hội đồng xét xử xem xét trả lại cho họ vì không liên quan đến bị cáo. Còn những tài khoản của bị cáo Lan thì giữ lại khắc phục hậu quả. Đặc biệt, bị cáo Lan khai trong lúc bị bắt, bà có đeo một bộ kim cương hơn 30 carat là của mẹ cho làm kỷ niệm, vật may mắn nên xin lại gồm đôi bông tai mặt dây chuyền và nhẫn có đính kim cương. Với những trang sức này, hội đồng xét xử cho biết sẽ kiểm tra lại biên bản thu giữ đồ vật được lưu trong hồ sơ vụ án. Trong giai đoạn 2 của vụ án, cơ quan tố tụng có thẩm quyền đã kê biên phong tỏa nhiều tài sản của bị can đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả. Cụ thể, cơ quan truy tố thu giữ hơn 408 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ đồng, ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán, TVSI của người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng và 261.914 đô la Mỹ, tương tự với năm bị cáo đang bị truy nã gồm Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ. Cơ quan điều tra cũng chặn giao dịch tổng số dư tài khoản hơn 100 triệu đồng và 31 bất động sản. Ngày 25 tháng 9, tại huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy, làm bật gốc gãy đổ gần 100 cây sầu riêng từ 3 đến 10 năm tuổi của hàng chục hộ dân. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Hoài cho biết từ tối 25 tháng 9 trên địa bàn hai xã Đạ Hoai và Madagui huyện Đạ Hoài đã xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy, trận lốc xoáy đã khiến 97 cây sầu riêng từ 3 đến 15 tuổi của 19 hộ dân bị lốc xoáy làm bật gốc gãy đổ, ngoài ra còn có hàng chục cây trồng khác như mít, điều bị hư hỏng. Ngay sau đó, huyện Đạ Hoai đã khẩn trương bố trí các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả, chủ động xử lý cây ngã đổ ra đường để đảm bảo giao thông thông suốt, đồng thời cử nhiều đoàn đến các hộ có thiệt hại trong đợt mưa vừa qua để động viên thăm hỏi. Ước tính vụ lốc xoáy đã làm thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.